chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Cô giáo mầm non leo mái nhà ra cố lớp học tránh bão số 4. Để phòng chống cơn bão số 4 sắp đổ bộ, 27 giáo viên nữ của một trường mầm non ở Hà Tĩnh đội mưa mang từng bao cát leo lên mái nhà để gia cố lại các dãy phòng học. Chiều nay ngày 29 tháng 8, Ban giám hiệu trường mầm non xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh huy động tất cả 27 giáo viên có mặt tại điểm trường để thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 4 trong khuôn viên nhà trường. Trước đó, đoàn thanh niên xã Kỳ Sơn cũng đã điều động 5 đoàn viên thanh niên nam có mặt tại ngôi trường này để giúp đỡ các giáo viên. Các nữ giáo viên và đoàn viên thanh niên xã Kỳ Sơn đã tiến hành chằng chéo lại các cửa phòng học, dãy nhà chức năng, nhà bếp và di chuyển khu vui chơi dành riêng cho các em ở ngoài sân trường và bên trong. Để tránh khi cơn bão số 4 đổ bộ làm tốc mái dãy nhà, các cô giáo đã xúc cát vào các bao tải rồi đội mưa thay nhau đưa lên gia cố mái nhà. Cô Lê Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường mầm non xã Kỳ Sơn cho biết, điểm trường chính có 3 dãy nhà lợp bằng mái tôn nên cần phải đưa vật nặng lên gia cố thêm để tránh gió bão làm tốc mái. Các dãy nhà này được xây dựng một tầng nên việc giữ các giáo viên trong trường hợp ôm cát leo lên mái nhà cũng không gặp mấy khó khăn. Rất may, nhà trường được đoàn xã Kỳ Sơn bố trí 5 thanh niên khỏe mạnh nên việc gia cố mái nhà được thực hiện nhanh chóng. Đến 15 giờ 30 phút chiều nay, các nữ giáo viên hoàn thành xong công việc tại trường và trở về nhà. Trong buổi sáng, hai điểm trường lẻ cũng đã được các giáo viên chằng chéo lại các phòng học, cô Hằng nói. Theo cô Hằng, ba điểm trường thuộc trường mầm non Kỳ Sơn hiện có hơn 300 em học sinh thuộc nhóm lớp 4 tuổi và 5 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, sáng nay, nhà trường đã cho các em nghỉ học. Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao ngã sổng xoài trên đường đem cái chữ đến cho các em. Mù Cang Chải xa xôi, nơi nhiều bà con còn nói tiếng Kinh chưa sỏi, nơi con đường đi dạy học đầy bùn đất đã trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ giáo viên nào. Không ít lần các cô đã ngã sổng xoài trên những cung đường trơn trượt lắm lem. Cuộc sống nơi vùng cao không chỉ thiếu thốn lạc hậu mà còn khó khăn muôn trùng. Để đến được điểm trường dạy học của mình, các cô giáo nơi đây phải tập làm quen với việc trượt qua những cung đường chật hẹp và khúc khuỷu mà chỉ cần sẩy chân là có thể té ngã ngay. Đặc biệt vào những ngày trời mưa, đường lầy lội, trơn trượt, việc không giữ được thăng bằng, ngã lộn, lắm lem bùn đất là chuyện đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cô. Mới đây, một người dùng Facebook có tên Bích Thủy, chuyên viên phòng giáo dục huyện Mù Cang Chải, đã chia sẻ những tấm hình chị chụp được khi công tác tại vùng cao. Đó là hình ảnh một cô giáo trẻ ở xã Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái bị ngã sổng xoài trên con đường đầy bùn đất do trơn trượt. Cả cô giáo và chiếc xe máy đều lấm lem ướt nhẹp. Chị Bích Thủy kể lại, ở nơi miền núi cao này, địa hình hiểm trở lại hoang sơ. Họ ở rải rác trên các quả đồi chứ không tập trung, đông đúc như ở đồng bằng. Có khi phải đi hàng cây số mới thấy được vài hộ dân. Cuộc sống của các giáo viên nơi đây rất vất vả, đặc biệt là việc đi lại. Để mang lại được cái chữ đến được cho bọn trẻ, các cô giáo phải đến tận bản mở lớp, vào tận nhà động viên từng em đi học. Có nhiều bản làng ở sâu tận trong núi, nhưng các cô vẫn phải trèo đèo lội suối để vào. Con đường từ trường chính đến các điểm dạy học ở các khu bản thì gập ghềnh khúc khuỷu, khó đi vô cùng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã ngay. Đặc biệt, cung đường vào những ngày mưa lại càng nguy hiểm và ám ảnh hơn nữa. Đến cả người dân trong vùng cũng hạn chế không dám qua lại. Vậy mà các cô giáo chân yếu tay mềm ngày nào cũng phải băng qua. Có những khu bản xa trường chính quá, các cô đành chấp nhận ở lại cùng bà con xóm bản. Mỗi tuần chỉ về trường chính một lần gặp mặt các đồng nghiệp và giao ban. Trước đó, trên một diễn đàn mạng xã hội về Yên Bái, một cô giáo khác cũng dạy học ở vùng cao Mù Cang Chải cũng đã chia sẻ bức ảnh để thấy những gian nan của mình trên đường tới trường. Khi cả chiếc xe máy của cô bị sụp xuống hố sâu, đoạn qua cầu không kiên cố, rất may cô đã được người dân ở gần đó giúp đỡ để có thể tiếp tục tới lớp. Vậy mới nói sự nghiệp cổng cái chữ đến trường cho những đứa trẻ nơi đại ngàn heo hút thật cao cả mà cũng thật khó khăn. Hầu hết các cô giáo đều là người đồng bằng, được phân công lên vùng cao giảng dạy. Ở nhà đã quen với những con đường bằng phẳng trơn tru.
Lên đến đây nhìn thấy cận cảnh con đường toàn đá lởm chởm, khúc khuỷu, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt. Nhiều cô không tránh khỏi bàng hoàng lo sợ. Thế nhưng khổ riết rồi thành quen, ngày nào không đến gặp bọn trẻ là nhớ không chịu được. Xa quê, mỗi năm chỉ có hai dịp về thăm gia đình là Tết và hè. Các cô đã xem nơi rừng thiêng nước độc này là ngôi nhà thứ hai, xem đám học trò ngọng nghịu tập nói ê a như con như cái. Cuộc sống là như vậy, luôn luôn tồn tại những thử thách khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có những niềm vui, hạnh phúc, bình dị mà sâu sắc. Tuy rằng phải xa người thân, sống cuộc sống thiếu thốn, lạc hậu, mà thậm chí nhiều nơi còn chưa có điện. Tuy rằng mỗi ngày đều phải vượt qua con đường đầy hiểm trở mà không ít lần phải chịu cảnh lấm lem, nhưng bù lại các cô có những học trò ngây thơ, đáng yêu nhất. Trong con mắt của chúng, các cô là những thiên thần, là cả thế giới. Thương cô giáo tận tụy, vất vả, chúng học trò luôn dành phần cho cô những thứ tốt nhất mình có. Khi thì bắp ngô mới bẻ trên rẫy, lúc thì củ sắn mới đào trong nương. Cứ trong nhà có thứ gì, đám học trò đều mang đến biếu cô giáo. Trước những tình cảm chân thật, chất phát đó, các cô cũng được an ủi phần nào. Nỗi nhớ nhà dường như cũng vơi bớt, mà con đường lầy lội cũng trở nên dễ đi hơn. Xin dành tặng bài thơ của tác giả Cẩm Chi Châu sau đây, thay cho lời tri ân những thầy cô giáo đang vất vả ngày đêm bám trường, bám bản để cõng con chữ đến cho những đứa trẻ tội nghiệp nơi đại ngàn heo hút. Thầy cô gùi chữ lên nương, trồng người dạy chữ tình thương cuộc đời. Bám trường, bám bản, bám trời, bám bùn, bám đá, bám người, bám dân. Học sinh như những người thân, thầy cô đâu ngại xa gần nắng mưa. Tình yêu biết mấy cho vừa, chở đò suốt sáng tới trưa nhọc nhằn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.